Bắt đầu. Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Trần Quang Huy. Hiện nay tôi đang ở Hạ Long. Và ngày mai công ty OBS đặt chính tôi sẽ là người có một buổi chia sẻ về cái kinh nghiệm nuôi tôm tại cái khu vực Uông Bí. Chính như vậy mà ngày mai là cái ngày mà Huy sẽ có một buổi sáng vào lúc 8:30 sáng, tức là ngày 29 tháng 12 năm 2020. Và Huy sẽ sẵn sàng chia sẻ các anh chị tất cả những cái điều mà các anh chị thắc mắc trong thời gian qua để giúp cho các anh chị có thể nuôi tôm thành công. Vào ngày mai lúc 8:30, các anh chị hãy liên hệ với số điện thoại mà Huy đã ghi trên đây. Có thể là liên hệ với anh Huy theo số điện thoại 0963781988. Ok, để các anh chị liên hệ vào lúc buổi sáng, tức là 8:30 cho đến 11:00, Huy sẽ chia sẻ trong thời điểm này. Anh chị nào tới sớm sẽ được nghe. Và ngày mai Huy sẽ chia sẻ tất cả những điều cho các anh chị được biết. Đây là một cái địa điểm mà Huy cũng thông thường tiếp xúc với khách hàng, gặp khách hàng tại khu vực Uông Bí và Hải Phòng, cũng như khu vực lân cận tại Quảng Ninh, có thể là khu vực Hoành Bồ và một số khu vực gần Hải Phòng, Quảng Yên. Các anh chị hãy đến đây để mà chúng ta có một buổi chia sẻ tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các anh chị vào sáng ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị.